Xin chào hơn 72.000 anh em đang theo dõi và đăng ký kênh Điện Mặt Trời Shop Solar. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác tấm pin năng lượng mặt trời có công suất là 455W, pin Longzhi hai mặt kính. Sử dụng năng lượng mặt trời hiện nay đang rất là hiệu quả. Các bác đầu tư năng lượng mặt trời vào thời điểm này là thời điểm vàng luôn. Đấy, tấm này là tấm 455W này. Đấy, bởi vì dự kiến là sắp vào mùa hè tới thì nó sẽ tăng giá, bởi vì đồng nhân dân tệ hiện nay đang tăng rất là mạnh. Đấy, chính vì vậy nó sẽ kéo theo cái giá của sản phẩm nó sẽ bị tăng lên. Chính vì vậy mà các bác đầu tư bây giờ các bác sẽ chồi ra được rất là nhiều tiền. Đây là những cái tấm pin mà bên em đã tháo cái pallet ra. Đây các bác có thể thấy này. Đấy. Từng mã vạch của mỗi một tấm là đều được gắn ở phía bên ngoài. Đấy, ví dụ như là cái pallet 455 này. Đấy, quy cách người ta đóng và dán mã của sản phẩm vào. Pin này là pin cấp A rồi các bác nhé, nên là các bác cứ yên tâm. Bác nào mà muốn lấy xỉ tại kho nhá, bác nào muốn lấy xỉ tại kho là 1.699.000 đồng. Đấy. Bác nào lấy xỉ tại kho các bác nhớ giúp em là xỉ tại kho. Còn các bác mua lẻ thì giá nó chỉ cao hơn một chút thôi. Đấy. Đây là tấm 450. Bên em còn 1-2 tấm nữa thôi. Và tấm 445. Đấy. Thì tấm 445 với tấm 450 thì nó, kể cả tấm 455 thì nó cũng chả chênh là công suất là bao nhiêu cả. Bởi vì cả một tấm nó chỉ hơn có 5W. Đấy, pin này là pin Glass A, Glass 1 nhá. Đấy, loại 1 9.3 này. Made in Malaysia. Các bác nhìn này, Made in Malaysia. Pin xịn sò luôn. Đấy, các bác cứ yên tâm. Bao nào đến bốc tại kho luôn thì giá rất là đẹp. Đấy. Các loại biến tần thì các bác sử dụng loại ví dụ 3 kg thì các bác sử dụng 8 tấm, còn loại 5,5 kg với 6 kg các bác sử dụng là 14 tấm hoặc 12 tấm tùy vào mức đầu tư. Kết hợp với cả pin lưu trữ. Đấy, bên em đang bán pin 2G 1.380.000 pin 2G. Giá đang rất tốt, các bác là nên đầu tư luôn. Đấy. Pin đều được bóc ở pallet ra. Sáng ngày có 3-3 khách đến lấy đâu. Đấy. Pin đều mới 100% nhá. Đây các bác có thể thấy này, pallet bên em để hết lên trên như này. Đấy, chứ không có chuyện là bán pin rời hoặc là pin vớ vẩn cả. Quá tuyệt vời ông mặt trời luôn. Điện mặt trời Shop Solar, điện mặt trời Shop Solar, các bác hãy đăng ký kênh để em ra video nào các bác có thể biết được, và đặc biệt là đăng cái sản phẩm nào lên thì các bác có thể biết được ngay và các bác mua thì nó không bị lỡ thời cơ. Đấy, đặc biệt là vài cái loại thanh lý. Đấy, mã QR đầy đủ hết đấy. Rất tuyệt vời ông mặt trời. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhá.